thành phố hồ chí minh đang họp báo về vụ khủng bố tại trụ sở công an phường 12 quận tân bình qua vụ khủng bố ở sân bay tân sơn nhất và vụ khủng bố ở trụ sở công an phường 12 những ai nói ba sọc lưu vong không đáng quan tâm không làm gì được chúng ta không nguy hiểm thì cần phải suy nghĩ lại trước đó nhà chức trách cho biết đã bắt giữ bảy băng nhóm gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường 12 quận tân bình trong đó, bốn người bị khởi tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ba người bị khởi tố tội mua bán trái phép chất nổ. Theo lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh, những người này được người của tổ chức phản động xưng là Triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ cấu kết. Trong đó, Khanh được phong chuẩn tướng, hứa rằng nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới thiếu tướng. Kết quả khám nghiệm cho thấy có hai quả nổ TNT được chế tạo, điều khiển nổ từ xa và phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố. Cảnh sát thu được thông tin quý giá trên đường chạy của nhóm này đi lòng vòng rồi dừng lại ở chợ Bà Triệu Thay đồ, sau đó đi về hướng Đồng Nai. Đến ngày 21 tháng 6, các nhóm này đi qua trạm thu phí, qua cầu Đồng Nai. Trưa ngày 22 tháng 6 ở khu công nghiệp Bầu Xéo cảnh sát bắt một nghi can và hắn thừa nhận có tham gia